Rồi, 13,2 gam ETX có 0,6 mol CO2, 0,6 mol nước. Thì nhìn vô đây mình thấy nè, thấy không? Hai số mol này như thế nào? Bằng nhau đúng không? Số mol của CO2 bằng số mol của nước. Thì từ đó mình suy ra đây là ET gì? No, đơn, hở, chốt. Vậy có công thức là CnH2NOO2 cộng oxy ra gì? Ra CO2 nước cân bằng N, thấy đặc điểm nó bằng nhau thấy không? Sau đó tiếp tục thế vô, bây giờ hai này bằng nhau rồi, muốn dùng CO2 hay là dùng nước? Dùng nào cũng được, tại vì đều bằng nhau rồi, 0,6 nhân chéo chia ngang đi. Nhân 1 chia cho N vậy là 0,6 chia N. Đây là số gì? Số mol kịp không? Kịp không? Vậy mình có công thức N bằng M nhỏ chia M lớn tương đương. Đây là số mol nè, đây 0,6 chia cho N bằng M lớn nhiêu? Xin lỗi, M nhỏ 13,2 M lớn 14N cộng 32 đợi gì? Hít thở sâu hả? Đã tới đó là phải cầm máy tính chọt liền, không có nhăn nhặt. 4N bằng 4. Vậy mình có công thức là C4H8O2 kẹp.